Xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn và chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt giảng dạy thanh nhạc. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát một ca khúc, đó là ca khúc đang rất hot ngày hôm nay, hiện nay, đó là Chỉ Là Không Cùng Nhau, một sáng tác nhạc Hoa lời Việt, được trình bày của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi. Ok, vô. Ok, bài này mình sẽ hát đúng tông của Tăng Phúc với Trương Thảo Nhi luôn nha, là tông nữ đó các bạn. Nên nó cũng sẽ hơi cao đó ha. Đúng rồi, hơi cao. Rồi bây giờ mình sẽ, các bạn nam thì đu dây điện nha, rồi các bạn nữ thì vô hát chung cho vui, ok nha. Rồi. Mình sẽ chỉ ra những cái kỹ thuật thanh nhạc mà khá là cơ bản thôi. Ok, đầu tiên là hơi thở của các bạn phải đưa lên được vị trí âm thanh ở khoảng cao. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vườn mi ai. Ok nha, mình sẽ hát sơ sơ lần đầu nè. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vườn mi ai, con đường ngơ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian rồi làm ta nát con tim ai. Một người nữa, một người vỡ tan bao mộng mơ. Đó, nhẹ nhàng tình cảm yêu thương nha, sâu lắng nha các bạn. Vô nè, hai bà rời xa nhau. Rời xa nhau, dấu tim vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau, còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu. Tình vẫn đậm sâu. Ok, rồi bây giờ vô nè, từng câu nè. Hơi thở được đưa lên trên vùng khoảng vang chí cao, đó là mũi, môi, mà môi trên nha, gò má. Tại bài này là bài muốn bài tông nữ luôn rồi nên hát cái vị trí âm thanh nó cao lên, môi, mũi, gò má, trán gì đó phải. Ok nha. Rồi mở miệng ra đẩy cái hơi lên trên đó. Còn hát không được thì mình sẽ hát ra. Tập cái hơi trước, rồi sau đó chúng ta tập qua âm thanh sau ha các bạn. Hơ hơ ha. Chiều hôm ấy, đó hơi nữa. Ok rồi, hát lại với mình nha. Rồi chiều hôm ấy nè, 2, 3. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai. Lấy hơi. Con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Lấy hơi. Ai nói ra lời gian rồi làm ta nát con tim ai. Mở miệng lấy hơi. Một người nữa, một người vỡ tan bao mộng mơ. Rồi đó, tiếp theo nha. Nhớ cái chỗ nào lấy hơi nha. Xem lại, xem tới, xem lui. Cày view giùm mình nha. Lấy hơi. Rời xa nhau, dấu tim vẫn còn mang tên nhau. Đó, nhẹ nhàng tình cảm như lời nói sao âu yếm yêu dấu. Ok, lấy hơi. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Lấy hơi. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu. Đó, nên trên đây là dấu qua bao lâu. Chứ ai đừng ai hát cái cổ, dấu qua bao lâu. Ai mà còn hát bình cổ á, hát mà hát hát cổ á, thì liên hệ mình nha. Mình sẽ hướng dẫn thanh nhạc, mình dạy cho, để trị được căn bệnh cổ rồi mới hát được những cái bài cao như vậy nha. Còn hát cổ là thua rồi. Hát cổ là hát sẽ đau khổ lắm á, hát không được đâu, càng hát càng dở đó các bạn. Ok, các bạn nào mà càng hát mà càng bị đau cổ, đau cổ nha, là các bạn hoặc là lên cao không được, phải vướng víu này nọ đó, là hát cổ đó. Dấu hiệu của hát cổ là hát lên cao không được á, liên hệ mình gấp. Ok, để mình hướng dẫn chia sẻ cho những cái kiến thức thanh nhạc. Ok, có nhiều cái bên học thanh nhạc của mình có nhiều cái chi phí lắm ha, 5 triệu, 500 ngàn cũng có nữa. Ok, giá nào cũng có đó, dành cho tất cả mọi người, ai học cũng được hết á ha, chứ không phải gọi là mắc rẻ gì đây ha. Luôn luôn có những cái giải pháp tốt nhất cho mọi người để học hát thật là hay. Ok, mọi người cùng hát hay, mình hát hay mọi người sẽ hát hay. Ok vậy nha. Rồi, rời xa nhau, lấy hơi. Rời xa nhau, dấu tim vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời, lấy hơi. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu. Lấy hơi. Tình vẫn đậm sâu. Đó, đưa hơi lên trên cái miệng. Lên lên mũi, lên gò má. Đó, phải tập được cái hơi đó. Ok nha. Rồi cái này nó mới khó nè. Cái này khó âm đóng luôn, không luôn á.
từng yêu nhau đó, nó nằm ở trên mũi không nha các bạn, cái ta mới âm thanh ở trên mũi không nè, nghe nè, lấy hơi, từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu đó, mình đang chơi tông nữ luôn á. Hơi thôi mình bắt tông hơi cao rồi. Từng yêu nhau từng là của đó, âm thanh, vị trí âm thanh như vậy mới đúng, chứ không thể nào mà cua không có nha. Khi bạn hát nốt cao, nốt đô năm, tôi là nam mà tôi đang hát đô năm. Ok, tôi đang hát nốt đô năm thì không thể nào mà vị trí âm thanh nằm dưới cổ được, bắt buộc nó phải dâng lên. Nếu mà ai biết về vị trí âm thanh hoặc là xem các thầy cô khác trên mạng, trên YouTube nhiều lắm, có nói về vị trí âm thanh rất nhiều, thì các bạn phải biết là khi mà cái cao độ nó thay đổi thì chắc chắn cái nốt nhạc nó sẽ thay đổi. Nó không thể nào đứng một chỗ được. Ai mà dùng cái cổ hát từ đầu tới cuối là banh xác. Nên vì vậy hãy tập hơi thở, tập khoảng vang, tập vị trí âm thanh thật là khéo léo để giúp cho giọng hát của bạn ổn định hơn, thả hồn vào trong bài hát. Rồi bây giờ nhiều thứ lắm các bạn ơi, nhưng mà học với mình tầm 12 buổi là các bạn nắm hết kỹ thuật đó luôn, ngon lành. 12 buổi nắm hết kỹ thuật, sau 12 buổi đó tự tập ở nhà. Tự tập ở nhà là đủ rồi. Còn ví dụ mà muốn phát triển lên làm ca sĩ chuyên nghiệp hay là ABCD thì câu chuyện đó tính sao. Còn ví dụ mà muốn để hát, biết hát và hát cho nó hay hơn, cho nó tình cảm hơn, cho nó ổn định giọng hát hơn, thì 12 buổi là đủ. Vô nè, trời ơi, hát tông nữ nè. Từng yêu, đây hơi nha. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu. Và chữ đến nè. Đó, nó treo âm thanh lên lên trên khoảng vang, trên gò má, lên mũi liên tục luôn á. Sâu cùng cùng chẳng có nhau bắt đầu. Lấy một, lấy hai hơi nè. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu. Này hơi. Đến sâu cùng cùng chẳng có nhau bắt đầu. Này hơi. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai. Ở trên đây không, hát khoảng vang trên cao, trên gò má không á không. Lấy hơi. Chỉ cần nhau. Lấy hơi. Giờ buông tay để được thấy. Âm đóng, âm y đóng cực kỳ khó hát luôn. Lúc này bạn phải thả lỏng cơ thể ra để cho hơi nó lên vị trí trên cao. Giờ buông, lấy hơi. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau. Đó, khéo nha. Giờ này lại hai bạn mình làm chậm á. Giờ buông, lấy hơi trước nè. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau. Lấy hơi. Trả về. Trả người về, trả về người, trời ơi. Trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Hai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau. Chỉ là không cùng nhau. Khó, kinh khủng khó. Ok, giờ mình tăng tốc chút xíu nha. Lấy hơi nè, câu xa nè. Hẹn yêu nhé, kiếp sau ta lại nhận ra nhau. Không lùi bước, nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt để dành ta không những ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn kiếp sau ta thêm nhau. Rời xa nhau, dấu tim vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu. Hơi, tình vẫn đậm sâu. Cái đó mình chế á, ha, tình vẫn đậm sâu. Tình vẫn được rồi ha, còn là chế phiêu lên cũng được, tùy hí thôi, tùy hí. Ok, tình vẫn nằm sâu rồi, chuẩn bị lấy hơi nè. Cái này cần một cái hơi rất khỏe để bắn lên cái nốt này. Nữ thì nó ok, không khó, nữ hát đúng vị trí âm thanh là được rồi, tại quen nữ không có vỡ giọng giống như nam. Nam vỡ cái nó rớt âm thanh xuống, và cần một cái hơi ha. Vì vậy là hát dễ sai vị trí âm thanh và dễ bị phô, bị chênh sai nốt. Và ca sĩ mà hát phô chênh sai nốt là không có được, không chấp nhận. Đó, thì bây giờ là mình vô nè. Điệp khúc nha. Tình vẫn đậm sâu. Lấy hơi thật nhiều nè. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu. Đến sau cùng cùng chẳng có nhau bắt đầu. Lấy hơi.
chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai đấy ơi, chỉ cần nhau. Đó, cứ hết một câu là lấy hơi, hết một câu là lấy hơi nha. Lấy hơi, giờ buông tay để được thấy nhau về sau. Chữ đó khó ha, ok. Trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu, ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau. Chỉ là không cùng nhau. Đó, đã hát được cái bài này thì các bạn cần phải lấy hơi, có một cái hơi thở thật là tốt, một cái giọng hát thật là ổn định giữa khoảng vang, vị trí âm thanh, một kết hợp rất là khó, bởi vì bài này là giọng tông nữ mà, nữ hát thì ok, tông nam thì hát bài này là lòi bản họng luôn. Ok, đó, thì nếu mà muốn hát hay như vậy á, thì có thể các bạn tự tập, xem video của mình, hoặc là có thể đăng ký các khóa học của mình ngắn hạn thôi, chỉ có 12 buổi à, là các bạn nắm được những cái kiến thức và cái quan cái kiến thức thanh nhạc nó không có quan trọng, mà cái kiến thức á, quan trọng nhất của các bạn mà có thể nắm được đó là mình, chính bản thân các bạn, ưu điểm là cái gì, khuyết điểm là cái gì, và phương pháp vấn đề của các bạn là sao đó, và cái phương pháp giải quyết cái vấn đề đó và giúp cho các bạn đi tới việc gọi là hát hay hơn, hiệu quả hơn, đơn giản hơn. Nó phải đơn giản nữa. Các bạn đâu phải, nhiều người học xem trên kênh của mình đâu phải là dân chuyên nghiệp đâu, đâu phải là dân học âm nhạc chuyên sâu đâu, mà phải là mid voice, chest voice, head voice, rồi falsetto, rồi rồi staccato, rồi legato, rồi rung, rồi ngân, rồi luyến, rồi lấy, làm gì. Cái quan trọng nhất là các bạn nắm được cái cách làm sao hát cho nó hay nhất, và hát làm sao cho chính bản thân mình nó phê nhất. Đó, các bạn hiểu không? Mình hát mình phải phê, và sau đó là cái phê đó đó, nó từ trong cái giọng hát nó truyền tới cái người đối diện của mình, và khiến cho người đối diện phải phê với cái giọng hát của mình. Thì đó là thành công, đó là kỹ thuật thanh nhạc. 12 buổi giúp cho các bạn nắm được những yếu tố đó và hát phê nhất. Còn cái chuyện mà học chuyên sâu hơn, trở thành ca sĩ, nghệ sĩ, những người có tên tuổi, hay là những người được người khác hâm mộ thần tượng, thì câu chuyện đó mình tính sao. Hoặc là có nghề ca sĩ, ok, mình cũng có đào tạo những cái khóa nghề ca sĩ và những cái khóa chuyên nghiệp theo nghề về lâu về dài. Các bạn muốn biết tất cả mọi thứ đó, hãy đăng ký link bên dưới mô tả, bên dưới xuống mô tả và xem những cái link mô tả nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn hát hay hơn và hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn, có những thắc mắc gì, những câu hỏi gì về kiến thức thanh nhạc, hãy nhớ comment bên dưới. Mình sẽ lựa chọn ra những câu hỏi nào đó mà mình cảm thấy là phần lớn số đông luôn có nhu cầu, mình sẽ trả lời cho các bạn thật là kỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.